Bữa nay á là Thi sẽ mời Dược Lý Trị Liệu lại làm bóp giò, bóp tay, bóp chân cho mẹ Thi nè. Bấm nguyệt. Thật ra là cái này là người ta làm có chuyên môn phải không chị? Chuyên môn Dược Lý Trị Liệu phải không? Chuyên môn với lại bấm nguyệt mà bà thích không? Thích phải không? Vậy còn mời cho lại nữa. À, mời lại nữa, lại hoài đi. Lại chừng nào thấy 10 ngày hả, ngưng ngưng vài ngày coi lại tiếp. Nha. Vậy còn mời lại tiếp. Lại mỗi ngày làm cho mẹ Thi cho bà đỡ đi thôi. Cảm ơn chị nha. Thì ngày mai mình làm, nhắn tin tài khoản nha chị. Cái này là người ta làm hơi xa đó, mà ta bấm nguyệt trị liệu, Dược Lý Trị Liệu ở trong bệnh viện đó, có nhà, có nhà, có áo của bệnh luôn, thấy không? Trị liệu thích thì được, hiểu không? Mà làm im phải không, có làm đầu không? Rồi ngày mai người ta lại làm tiếp. Đi với bạn hả? Vợ chồng hay sao vậy? Vợ chồng, anh làm chồng hả? Ôi đẹp quá vậy trời, đến từ đâu? Long An, ngồi đi em, ngồi đi, ngại gì? Em vô ngồi đi chị ôm chồng em tí. Em vô ngồi đi chị ôm chồng em tí. Em vô ngồi đi chị ôm chồng em tí. Nè em gái ăn đi. Để anh đút cho em ăn. Hai vợ chồng đấy cưng quá, hai người ăn vị gỏi nha. Hai ly nước, ăn bò viên không? Làm nghề gì vậy? Cắt tóc hả? Hay xã hội đen? Làm xã hội đen. Rồi lấy hai ly nước cho ảnh đi với vị gỏi. Hai vợ chồng quen lâu chưa? Năm mấy rồi. Năm mấy vậy hả? Mới quen tối. Hả? Mới quen tối. Mới quen tối giờ. Em làm chồng hả? Em này làm vợ. Hai thằng trai thẳng rồi ôm nhau thôi. Vậy là em này cũng sen, anh này cũng sen. Hai người lặt kèo. Thi làm tớp nè. Thấy cưng ghê. Dễ thương quá, thôi hai người order nha. Vẫn chơi thôi, mất công hai người hơi ngại. Thằng Thương nó thấy hai nhỏ con gái đứng ngay chỗ trong phòng hết hồn má. Nó thấy xong nó nói cái mình ngủ hết được luôn. Đem cúng. Thật ra là cái nhà nào cũng có chứ. Còn cái nhà ở bên quán này là đã có rồi. Là có ở bên quán thì có ông già, còn ở bên đây thì có hai người phụ nữ đó. Nhưng mà trẻ trẻ à, cái dạng ngày xưa cứ như là tôi nghĩ là ngày xưa đi chiến tranh chắc cũng nhiều, cho nên là nhà nào nó cũng có. Lúc mới vô là đã sợ rồi đó, vô ngủ không được rồi đó. Lúc mới bước vô thôi nha thì đã biết rồi. Nhưng mà tại vì Thi có tâm linh lắm, Thi là tâm linh thì biết lắm. Thi nhờ, Thi vô thì nhìn sơ ngang cái nhà đó thì biết có hay không liền. Sợ thì hơi sợ thôi, nhưng mà vẫn cúng cho người ta ăn uống này nọ thì người ta vẫn phù hộ cho mình mua bán được. Đây là xe chở hàng cho Thi nè, chở đồ. À, đặc biệt là quán Thi ngày hôm nay thì buổi trưa thì nó cũng hơi vắng vẻ. Thì buổi trưa không phải là riêng Thi vắng nha, đây nè. Người ta vắng hết trơn, người ta không dám mở đèn nữa mọi người đó. Bên đó đó, không dám mở đèn luôn, vắng á. Bây giờ vắng que à. Mọi nhìn thấy nha, điều hiu, buồn hát luôn. Đây là Thi mới làm cái thẻ in máy nè. Máy in hóa đơn để vô đây, để nhập đơn lên tất cả các vi tính thì từ từ. Làm từ từ để cho nó có cái này nọ chút xíu ha. Ở đây là cái chỗ nơi mình để tính tiền nè, để chìa khóa đồ tiền này nọ ở đây. Còn cái khu này thì tất cả các đồ ăn này á, là Thi cũng từ từ, Thi cũng dọn cho đẹp hết. Tại vì Thi đang làm cái kệ. Tối thì livestream bán ở đây cũng như ở đây cho nó ấm cúng tí xíu. Đó, nơi đây là Thi trang điểm. Với lại cái bình rượu này Thi uống mỗi ngày nè. Thì chút nữa Thi cũng ngâm mấy cái rượu này nè, để cho mọi người ai muốn mua thì bán luôn. Rượu này á là phải ngâm từ 4-5 thang nha mọi người nha, uống nhức mỏi mà Thi đâm gỏi đó. Thì uống mỗi ngày luôn á, thì sẽ ngâm sẵn nhiều để đây để bán. Đây là mứt cốc nha, cốc ngào đường. Bữa nay có ba vô. Với lại hạt bí xanh da heo mới về. Với lại một cái nữa là cái gì về đây nè. Mứt cốc này là người ta đóng gói sẵn nha, sấy khô. Với lại dâu sấy giòn. Còn mứt thái sấy giòn ai có mua em ship nha. Bữa nay em giảm giá cho nè, để cho hết luôn nè. Mẹ Thi massage vừa xong cũng vui. Rồi đây là con Nai. Rồi em ở đây em xin thông báo, nhà em có một đứa con gái tên là bé Nai. Bây giờ cũng muốn gượng đực. Nó bệnh, nó không ăn uống gì hết trơn. Mà bữa nay nó ăn chưa vú? Ăn rồi. Bữa nay ăn lại rồi nè. Mấy bữa gài hả, bệnh chảy nước mắt luôn. Bệnh khóc, đau sầu, đau buồn. Giống mày quá bé ba. Giống con ba nè. Đau sầu nè. Thì Thi có mua cái máy ủi quần áo nè. Nè, cái này xịt quần áo vô ủi vậy luôn nè. Ủi. Ví dụ vừa hút vừa ủi luôn phải không? Mà nó dơ hút bụi này nọ luôn. Tất cả các thứ thì cũng đã trưng bày ở đây rồi. Tất cả anh chị em có thể thường mua hàng. Từ từ nó cũng sẽ gọn, từ từ nó cũng sẽ đẹp. Nhưng mà chưa, để cho còn gắn đèn này nọ thêm nữa. Tới cái ngày mà Thi khai trương bán mỹ phẩm á, thì Thi sẽ ăn mừng nhậu nhẹt này nọ. Vui vẻ. Nhậu nhẹt bài ra chơi nhậu nhẹt chung với người sản xuất mỹ phẩm nè. Bây giờ khách cũng đã đông rồi. Thì bây giờ Thi đi qua bển chuẩn bị đâm gỏi nha. Hôm qua đông quá trời luôn, hôm qua là Thi bán mắc sức luôn á. 12 giờ mà đông cho đến 9 giờ mấy đêm luôn. Bữa nay gặp chị em nè, mấy chị em luôn. Nguyên nhóm chị em mở quán ăn.
Rồi bà này bên Campuchia, bà ở mình đâu rồi đi hả? Rồi bà làm gì bà? Làm móng tay móng chân. Làm móng tay móng chân. Rồi bà về Việt Nam chi bà nội? Thì đi cắt kỹ mũi. Cắt kỹ mũi và sửa mũi Việt Nam hả? Hết nhiêu tiền? 45 triệu. Ê, nhìn tướng bà này giỏi nha, lanh lẹ nha. Rồi làm được không? Làm gì? Làm móng á mẹ. Lẹ. Mới nói làm móng hỏi làm lẹ, cái gì? Lẹ. Tính xin bà vô làm cho làm không? Không, ý đâu nói làm được không? Được. Được hả? Rồi ba mẹ bà ở bển luôn hả sao? Đúng rồi, ở bển. Nên nói tiếng Campuchia gành ghê á. Ở đâu đi ta? Năm được đi hả? Cá nó nụ mọn hả? Đẻ đó luôn. Ờ, cũng đẹp gái quá ha. Dễ thương giống gái rồi, nãy nhìn tưởng nó con gái không à. Thế nào nói chuyện mới biết. Anh này cũng lợi của mình nên này ghép đôi được. Rồi sao anh tính sao? Anh dắt mẹ đến từ đâu vậy? Anh dắt mẹ từ đâu đến? Ở Long Xuyên. Ở Long Xuyên. Năm nay anh được nhiêu tuổi rồi? 31 tuổi, tuổi gà hả? À, tuổi gà. Rồi anh có tính ghép đôi với em này không? Ê, 31 tuổi gà này, gà nó bư á. Hồi đó giờ quen có 10 người con gà đó. Nhưng mà ít có được lắm, ít có dính lắm. Tuổi heo thì hợp, tuổi heo thì cũng được. Rồi bà tuổi gì? Gồng. Tuổi gồm hả? Gồng hả? Rồi bà thích gồng, tí sụ dần lẫn cọp. Bà thích con gì? Con ngựa hạp nè. Con ngựa hạp với bà. Ở nhà đây chứ đâu ai có ngựa đâu, mình tôi ngựa à má. Đó mình tôi là ngựa à. Rồi tôi là ghép đôi làm vợ chồng đi. Tôi làm chồng bà. Anh cười hoài kìa. Không khoái mà. Không khoái. Anh phái em không? Khoái đi. Thế em được không? Đó gật đầu cái kẻ. Mà mấy người này vậy đó, phái phái rồi về nhà không làm gì hết trơn. Thôi gật đầu rồi đó. Không có chịu. Nếu như phái thì phái vậy thôi chứ không chịu. Tuổi gà thì lấy 10 người vậy đó. Nếu mà so với tuổi gà thì lấy được chồng 10 thằng chồng tuổi gà. Rồi bà chừng nào về? Chiều nay. Chiều nay về. Vậy bà ở đây chơi đi. Ở đây chơi chiều chiều chút nữa về cũng được. Cái gì ở đây chơi đi bà nội. Đi mua sắm này nọ đi. Diễm Hương hỏi Diễm Hương, bữa nay đặt Cà Na mấy trăm? Đặt 200. 200 hả? Đặt ở đâu? Đặt ở dưới Bạc Liêu. Bạc Liêu hả? Rồi tự đi bẻ hay sao? Tự đi bẻ, không anh đi bẻ. Diễm Hương sáng này đi đâu vậy mẹ? Đi chơi đơn. Giao cho ai? Con gì đó vậy giao? Con gái mà. Rồi, con gái mà gì kỳ quá vậy mẹ? Ôi. Rồi thì ngày hôm nay cũng rất là vui. Tại vì xong Cà Na là đặt ở dưới quê Diễm Hương á. Diễm Hương cho mấy người anh đi bẻ đi kiếm tiền thêm. Thì mấy anh cũng hơi có kinh tế khó khăn chứ tháng này là kiếm tiền không được đó, với lại kiểu như thôi thì thấy gì thôi kệ đi, cái nào làm được làm để chia tiền. Còn thi nói chung là thi không có sao, được vẫn còn được, từ đây tới Tết được vẫn còn chịu đựng được, còn không chịu đựng được tính tiếp. Thì nói chung ra bây giờ kinh tế khó khăn lắm, không phải dễ đâu mọi người ơi. Tại vì thi biết người ta kiểu như là người ta bớt đi chơi là hơn xưa, nhưng mà thôi chỉ còn có 2 tháng nữa Tết rồi. Thì cũng nôn. Thì định bán đứt tháng này. Thì ví dụ còn tháng nữa Tết thì cũng hẹn với mọi người đi từ thiện với Sóc Trăng bữa. Để đi từ thiện về xong rồi đầu cái mình bán tiếp cái tới Tết xong mình lấy tiền đó mình đi chơi tiếp. Thì từ thiện là xong là Tết, 1 tháng nữa Tết rồi. Còn Tết thì nói chung đây là Tết năm nay thì Thi sẽ ăn Tết ở đây, Thi ăn Tết ở dưới quê với tỉnh. Chắc Thi về Bạc Liêu á. Tết năm nay thì về Bạc Liêu với lại về quê Diễm Hương nè. Về dưới kiểu như là đi nhà thờ cha Diệp. Với lại đi nói chung là đi khu du lịch này nọ, giống như là Công Tử Bạc Liêu, Mẹ Nam Hải này nọ này. Nói chung ra là những khu du lịch ở Bạc Liêu. Với lại cuối đường Bạc Liêu nè. Thì đi cũng có những tập phim buổi Tết để cho mọi người xem. Còn ở đây thì mẹ Thi ở đây rồi, Tết nay chắc ở đây. Tại vì mẹ Thi Tết nay ở đây với vú với con Thi. Thì Thi cũng mua sơ đồ sắp xếp sẵn hết để phục vụ mẹ Thi. Còn nhân viên thì nó đi về đi, có 19 tay thì mới bán lại. Năm nào cũng vậy chứ, 19 tay là mới hoạt động. 19 tay thì Thi đi chơi cho đã. Đi chơi nhiều khi Thi có thể đi Philippines á. Tết thì có thể đi Philippines, Thi biết. Đi chơi vài ngày thì Tết nay nó nhiều thứ đi chơi lắm. Còn với vấn đề mua bán thì Thi nghĩ là năm nay ai cũng khó khăn rồi. Thì năm sau mình tính tiếp. Nói chung ra là vậy, tại vì Thi hơi vắng vắng vậy nè, mọi người thấy không? Như vậy là nó vắng vắng đó, cho nên là kiểu như là Thi thấy hơi lo tí xíu thôi. Chi ra 1 tháng 400 triệu thì có một cái hơi lo. Một tháng mình chi ra 400 triệu á, nhân viên là 200 mấy, còn giống như là nhà thì mỗi ngày mướn thì ế, người ta cũng có giảm giá. Nhà, vị trí, mặt bằng, tiền điện nước cũng y chang, không có giảm giá. Mấy tháng này bán đủ ăn thôi chứ không có dư. Buổi trưa thì cảm hơi rảnh rỗi nè, hơi có thời gian tí xíu để phục vụ mọi người, đủ không?
Và sau đây tất cả anh chị em nào đến quán Ly Thi nhớ ăn cà na nha. Cà na tẩm đường ngon lắm. Một hộp chỉ có 35 ngàn thôi, ăn là no mê luôn. Cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều. Quán hoạt động vào lúc 12 giờ trưa cho đến 22 giờ tối. Tại app Gatsby Food tìm kiếm Ly Thi đủ ship các quận thành phố Hồ Chí Minh. Và đặc biệt tất cả anh chị em đăng ký kênh Spreaker cho Ly Thi nha. Hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào chương trình HTV Ly Thi vào clip ngày mai.